Xin chào tất cả các anh chị, có gì cho bác yêu hoa lan rừng nhé. Phiên sáng nay em lên cho các bác vài số đơn hàng. Shop bên em là Phong Lan Rừng Bản Đôn Điền Nhi. Bác nào chưa đăng ký kênh của em thì nhớ nhấn đăng ký kênh của em, theo dõi kênh nha các bác. Và em sẽ đến đơn hàng đầu tiên là một cây trâu này. Nó cây này trâu ngồng hoa rồi các bác nha. Một cây này, hai cây này, cây này một gốc hai cây lá mít siêu rụt luôn. Đó, hai cây này, ba cây này, bốn cây này, 5 cây này, cây này lá mít rất là rụt luôn các bác nhé. Nó lá rất là rụt luôn này. 6 cây này. 7 cây này. Đây này chủ yếu là lá mít là nhiều. 8 cây này. 9 cây này. 10 này, cây này lá rất là tròn luôn. 11 này. Đó, bắt đầu chốt đây này là 11 cây. Anh chị nào mà yêu đây này có giá là 300k. Đây là hình số 1 nha. Hình số 1 cái giá là 300k. Số 2 là trâu nguyên bản rừng, bao chuẩn hàng của Buôn Đôn nha các bác nhé. Bao chuẩn hàng rừng Việt của Buôn Đôn. Một cây này, toàn là hàng nguyên bản. Buôn Đôn lúc nào nó cũng phải còn nguyên rễ, nguyên bản nha các bác. Hai khúc này, ba khúc này, bốn khúc này, và năm khúc này. Đó, cây này là bị, nói chung là bị xíu ít nấm như thế này. Về các bác xịt là nó hết nha. Xịt thuốc là nó hết các bác. Được 4 cây to thôi. Đó, được 4 cây này nó kéo lại này. Toàn cây to. Nó là chốt đây này. Toàn thầy là 5 cây. Mới này yêu đơn này là 320k. 320k hình số 2. Hình số 3 có giá là 330k này. 330k hình số 3 nha các bác. 1 cây này, hai cây này, ba cây này, bốn cây này, sáu cây này, bảy cây này, tám cây này, chín cây này, mười cây, mười một cây, mười hai cây, cây này làm ít rất là đẹp, mười ba cây, 14 cây và 15 cây. Tổng thể đơn này 15 cây. 15 cây đơn này. Con một chút đơn này có giá là 330k thôi. Hình số 3. Hình số 4 là cây nhãn rất là khủng luôn. Cây nhãn khủng, nhãn vip này. Đó, cây này là hôm qua bị con chó nó cắn miếng lá bên trên này. Đó, xây miếng lá. Nhưng mà giờ em giảm cho các anh chị 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nếu mà tính cả lá ngọn là 7 cặp lá. Lá ngọn nó đang lên. Bắt đầu chốt hình này 600k. Hình số 4 hàng hoàng nhạn khủng nhá. Lá xếp rất là đều. Hình số 5 1.200k. 1.200k là các anh chị được một cây trâu rừng rất là khủng luôn. Bao chuẩn hàng rừng, hàng vip luôn. Bản lá siêu to này các bác này. Bản lá phải 4 ngón tay của em. Siêu to, lá xếp rụt. Cây to, cây khủng. Tết giờ còn vài tháng nữa các anh chị mang về chơi hoa Tết luôn. Nó cây này mà để cho anh chị hàng chấn vườn thì quá vip luôn. Nó hàng chơi Tết này bán cây lá nào lá đấy đều to hết. Nó bản lá siêu to luôn này. Siêu dày luôn. Món nào chốt em này có giá là 1.200 nhá. Hình số 6 350 là hai cây to. Một cây này. Đó, ở lá ngọn này là bị con sâu cắn đục hết lá ngọn này. Nhưng mà sao, không sao đâu, còn mấy cái lá vẫn bình thường. Một cây này, cây thứ hai này, cây thứ hai này, rất là đẹp. Hai cây to này, bác nào chốt đây này, hai cây to cây vip, cây khủng như thế này. Đó, có giá là 350. Hình số 6, hình số 7, 350k tiếp theo. Gốc hai cây, gốc hai cây, lá mít này. Thứ ba này, thứ tư này, và thứ năm này. Đó, tổng thể là 4 gốc 5 cây. 4 gốc 5 cây nha các anh chị nhé. Món nào yêu đơn này em để giá là 350. Hình số 7. Hình số 8. Hình số 8 là 250k. Toàn hàng nhãn to này. 1 cây này, 2 cây này, 3 cây này, 6 cây này. 6 cây này có giá là 250. 250k. Đây là hình 8 nhé.
Hình chín. Hình chín có giá là 200k này. Một con, hai con, ba con, bốn con và năm con. Năm con này bán ở chốt đây này em để giá là 200k hình số 9. Hình số 10. Hình số 10 có giá là 200k. Một con này, hai con này, ba con này, bốn con này, sáu con này, sáu con to này bắt đầu chốt rồi này 200k. Về tha hồ chơi Tết luôn. Hình 11. Hình 11 có giá 200k tiếp theo. Một con này, lá siêu dày luôn. Hai con, ba con, bốn con này. Bốn con này các bác, bốn con to luôn. Bắt đầu chốt đơn này em để giá là 200k hình 11. Hình 12 150. 150k. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cây. 12 cây này bắt đầu chốt đơn này 150. Đây là hình 15. Ở hình 12. Tiếp tục là hình 13. 130k. 150k hình 13 nhá. Một cây này, hai cây này, còn nhàn rời nha các bác. Ba cây này, bốn cây này lá rất là to, lá mít này. Năm cây này, cây này đã bị xem xém lá một xíu thôi. Sáu cây này, cây thứ sáu bị tét lá này các bác, quả con chó em nó làm. Bảy cây, lá này rất là đẹp. Bảy cây này 150 nhá. Hàng này mà không lỗi là đây này phải 200 đến 250. Bắt đầu chốt hình 13. Hình 14 là combo là 130k. 14 này. Combo là gồm hải âu, sóc, toàn sóc khủng, sóc to. Đó. Sóc khủng này các bác này. Sóc khủng, sóc to thôi. Đây, sóc mẹ bồng con này. Mẹ bồng con này. Quế tím này. Đó đây này combo là về cho anh chị tha hồ trồng. Đây này là hải âu, quế tím, sóc 130 hình số 14. Số 15. Số 15 có giá 200k nhé. Một con cho to này. Hai con này. Ba con này. Ba con cho to này cho các anh chị hàng chơi Tết luôn. Ba con cho to này 200k. Đây là hình 15. Hình 16. Hình 16 có giá là 200k. Một con này. Hai con này. Ba con này lá chỉ thiên nhé. Lá mít chỉ thiên. Và bốn con. Đó. Bốn con này anh chị nào mà yêu đơn này 200k. Hình 16 nha. Hình 17. Hình 17 có giá 200k. Một con, hai con, ba con, bốn con và năm con. Năm con này có giá là 200k này. Năm con này 200k. Hình 17 nhé. Hình 18. 200k tiếp theo. Một con này. Hai con này. Ba con này. Ba con to này bắt đầu chốt đây này 200k. Hình 18. Hình 19. 200k. 19 này 200k nha các bác nhé. Một con này. Đây này đường một lá mà lá đẹp. Hai con, ba con, bốn con, năm con, sáu, bảy, chín con. Chín con này bác nó chốt đây này 200k. Hình 19. 20. Một con này, hai con này còn to luôn, ba con, ba con này, con nào chốt đây này ba con này 200k. Đây là hình 20, hình 21, hình 21 này, một con này, hai con này, con này lá như mít xu, hai con này, ba con này rất là to luôn, đây là 200k tiếp theo, đây là hình 21, hình 21. Hình 22. Hình 22 là 200k.
Cái này ra rẩy hết rồi các bác, về trồng là ra luôn. 1 2 này. 3 này. 4 này, cái này gần dưới lá gốc rất là đẹp luôn, lá mít đấy. 4 cái này 200k, hình 22. Hình 23. Hình 23. Cây to nha các bác nhá, một cây này. Hai này, cái này lá mít bao đẹp luôn. 3 này. 3 con to này bác nào chốt 200k. 200k, đây hình 23. Là hình 24. Một con này rất là dày luôn các bác, lá cực kỳ dày luôn, một con. Hai con này. Rồi ba con này. Ba con này bắt đầu chốt 200k. Hình 24. 25. 25 là 200k. Một con này. Hai con này. Ba con, cái này lá mít này. Bốn con này và năm con này. Cái này lá mít su luôn. Đó, nó bị xếp xếp lá này rừng do ảnh hưởng rất ngớ. Bồ rễ, nguyên si bồ rễ. Bắt đầu chốt hình 25 này, 200k này. 26 này, 1 con, 2 con, 3 con, 4 con. 4 con to này. 26 này, 200k. Đó, phiên sáng chưa em chỉ có đơn hàng đấy. Các bác nào mà chốt nhớ ủng hộ qua shop em là Lan Rừng Bản Đồ Đề Nhi. Bác nào mà chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh em nhé. Xin chào tất cả các bác nhé.